Thứ hai, có tên gọi là đèn Angkor hay là Bà Doan. Dạ, Bà Doan. Chúng ta còn gọi được là Angkor Thom, tại vì nó cũng là kinh đô của đế chế Khmer. Dạ, Angkor Wat là kinh đô của người Mường. Angkor Thom là kinh đô lớn. Còn một cái tên gọi nữa là người ta gọi theo cái cách điêu khắc về những cái khuôn mặt của các ngọn ở trên đó. Đó là khuôn mặt của Bà Doan. Như vậy người ta gọi được là đền Bà Doan. Người Việt Nam phân biệt hai cái đền này. Và thứ nhất là Angkor Wat là đế thiên, là thờ trời. Angkor Thom là đế thích, là thờ thần, là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta gọi ngắn gọn là đền Đế Thích. Và tại vì thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở đây là được xây dựng cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13. Như vậy là xây sau đền Angkor Wat gần một thế kỷ luôn. Gần một thế kỷ. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy kiến trúc đền đài ở đây nó đều sụp đổ rất là nhiều. Thứ nhất là ảnh hưởng về cái thời gian bỏ hoang. Thời gian bỏ 300-400 năm và 3-4 thế kỷ sau khi mà ông Henry là một người Pháp đã tìm thấy năm 1860 sau được nghiên cứu đọc một cái tài liệu của ông Châu Đạt Quang là người Trung Quốc đã đặt chân vào đất nước Campuchia trong thế kỷ thứ 12, cuối thế kỷ thứ 12, đầu thế kỷ thứ 13. Ông đã ghi chép lại rất là nhiều cái lịch sử của Campuchia, cuộc sống Campuchia và kinh đô Campuchia ngày xưa trong cái diện tích 12 cây số vuông này. Trong 12 cây số vuông này là xung quanh chúng ta đã đi vào ngay cái cổng phía nam hồi nãy. Quý vị chúng ta nhìn thấy có cái hồ nước bao xung quanh. 12 cây số vuông hồ nước bao xung quanh và ở trong đấy nó có rất là nhiều đền thờ. Ngoài các đền thờ đó nó có cung điện của nhà vua gọi là hoàng cung ngày xưa và dành cho nhà vua ở. Và ở đây cái đền lớn của nó là Bà Doan. Và Bà Doan ở đây chúng ta nhìn lên trên các ngọn đền, tất cả là 54 ngọn tháp tượng trưng cho 54 tỉnh thành của đế chế Khmer ngày xưa, 54 quốc bang ngày xưa của đế chế với diện tích là 1 triệu số vuông, là cái thời hùng mạnh nhất của đất nước Campuchia gọi là Khmer Empire, đế chế Khmer của Campuchia. Và mỗi đoạn như vậy là có 4 gương mặt. Và 4 gương mặt ở đây, thứ nhất là 4 gương mặt, và thứ hai chúng ta có thể gọi là 4 gương mặt của Quan Tham Bồ Tát và gương mặt Phật ở trên đó. Khi mà theo tín ngưỡng của Phật giáo Campuchia, ngày xưa người ta chọn con số để làm một con số may mắn, số đẹp để người ta lấy, người ta xài. Ở Campuchia vẫn còn. Thứ nhất là con số lẻ, số 7, số 5 và số 9. Nhưng mà quan trọng là con số 9 như vậy nha. Con số 9 từ thế kỷ thứ 12 cho đến bây giờ. Chúng ta cộng, và chúng ta cộng người nha. 54 ngọn tháp chúng ta cộng 54 là con số 9. Và hai hàng tượng hai bên hồi nãy chúng ta đi ngang á, mỗi bên như vậy cũng là 54 tượng thần. Dạ, và mỗi ngọn như vậy là 4 gương mặt. Chúng ta lấy 54 nhân cho 4, 216 đúng không? 216 chúng ta cộng lại vẫn là con số 9 ở đây. Dạ. Và tất cả các đèn ở đây khi mà chúng ta di chuyển lên, tầng thứ nhất là chúng ta chưa nhìn thấy gì. Tầng thứ hai bắt đầu cô chú anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy với những cái khuôn mặt gần gũi nhất. Chúng ta sẽ chụp với các cách tạo dáng, cách mà chúng ta sẽ nhìn cái máy camera chúng ta chỉnh rất là đẹp với các nụ cười. Trong đó là có một cái nụ cười đẹp nhất, cười từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ vẫn là cười tươi. Người ta đặt tên cho cái nụ cười đó là nụ cười may mắn hay là lucky smile. Và nụ cười của Phật. Khi mà chúng ta lên tới tầng thứ 3, ngay cái tháp trung tâm của cái đền Bà Doan, chúng ta sẽ vào trong cái tháp đó để chúng ta cúng, để chúng ta khấn tượng Phật ở trong đó. Và chúng ta cầu xin Phật sẽ phù hộ cho con cháu, cho tất cả các Phật tử là được bình an, vui vẻ và thượng lộ bình an trong chuyến đi của chúng ta và dồi dào sức khỏe. Đó là chúng ta sẽ lên tầng thứ 3. Sau đó quý vị chúng ta sẽ vòng lại và chúng ta sẽ đi ra đường này luôn. Và đường này
và thời gian chúng ta là 45 phút thôi. 45 phút quý vị nha. Bây giờ là 10 giờ 50 cho đến 11 giờ 30 là 11 giờ 35 chúng ta sẽ ra tập trung để giao quyền nha. Rồi tốt nhất xin mời cả nhà chúng ta theo cờ của Sài Gòn Tourist quý vị nha. Rồi chuẩn bị vé quý vị, chuẩn bị vé ngay cái cổng xếp vé. Rồi, và hôm quan đền bây giờ nó gì, xin mời cái gì? À, đi toàn cảnh bên ngoài bãi đậu xe này. Rồi bắt đầu vào tham quan đền Bayon. Hôm nay là sáng ngày 28 tháng 3 2018 vậy. Khoảng 10 giờ rưỡi trưa. Đây có hoa trang Apsara. Wow, vô đây nghe mùi dơi vậy. À, đỉnh đỉnh nè. Đó là đường hành lang. Wow, lên đây khoảng 20 mét nữa vậy. Đó, lên xem nụ cười ăn cò, the smile ăn cò. Hi. Làm cái này cái kiên quyết này. Okay, good. Wow, đường đi xuống này có bốn hướng lên. Đó, đây là The Smile of Angkor Temple. Đền Ba Giòn nụ cười Angkor gì? Nụ cười bí ẩn đó. Đây. Focus một nụ cười tiêu biểu gì xem nha.
À, Smile of Angkor. À, đây nữa này. Mấy quà cho mấy mấy anh à? Ở mấy anh chưa chuộc? Em chuộc rồi. Em chuộc rồi. Ai chuộc mấy kiểu đó nhá? Hai mấy. Dạ mời các cô vào bên trong này, ngay tầng thứ ba. Đây hả? Đây là đền thờ, có vô khấn thì vô đây. Vâng, còn đây đi một vòng ra tiếp, nó giống như đi vòng tròn á. Đó, đây trung tâm của đền có tượng Phật đây. Xin phép cầu xin mọi điều tốt lành, may mắn, mạnh khỏe. Thiên liêng ấy vậy, hai con mình đã có mặt ở đền Bà Dông. Đế Thiên, Đế Thích, xin điệp Campuchia. Cầu mong mọi điều tốt lành. Thank you. Hẹn gặp lại quý vị. Goodbye.